Thưa quý vị và các bạn, tại buổi họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án cô gái 17 tuổi bị sát hại phân xác phi tang, Công an thành phố Hà Nội cho biết ngày 14 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh sinh năm 1985, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Khanh bị khởi tố về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Theo lời khai của Khanh, ngày 10 tháng 10, Khanh hẹn N đến nhà ở khu đô thị Vinhome Ocean Park. Lúc này tại phòng khách thì hai người xảy ra mâu thuẫn, Khanh đã dùng dao nhọn đâm N nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Bị can đã phân xác nạn nhân thành nhiều phần để trong thùng xốp, dùng băng dính dán kín lại. Sau đó thì Khanh thuê một xe taxi Long Biên do anh LNT lái xe hãng taxi Long Biên chở Khanh mang theo thùng xốp. Bên trong đựng thi thể của chị N đi đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và trôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng. Sau khi thực hiện xong việc phi thang thi thể chị N, Khanh đã liên hệ với tài xế quay lại đón về chung cư. Sau đó, Khanh đã lấy xe máy Honda Airblade mang biển kiểm soát 17B7-34263 đi đến cầu Thanh Trì, vứt hai chiếc điện thoại của chị N xuống sông Hồng, giấu chiếc túi sách dép của nạn nhân ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Chiều 13 tháng 10, khi biết được thông tin cơ quan công an đã phát hiện thi thể của chị N, Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình, Đến khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Khi công an ập vào nhà bắt giữ thì lực lượng chức năng đã vận động, thuyết phục nhưng Khanh vẫn dùng dao cắt cổ nhằm tự sát bất thành. Ngay sau đó Khanh được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Thái Bình. Theo nhân chứng thì một trong các phần thi thể đã bị đổ xi măng. Đến tối 14 tháng 10, các phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy đầy đủ. Hiện giám đốc công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự chủ trì tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sáng 16 tháng 10, phòng tham mưu công an tỉnh Đắk Nông thông tin, đơn vị này đã phát văn bản cảnh báo nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh lãnh đạo, thậm chí mạo danh chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông để lừa vay tiền. Theo thượng tá Cù Xuân Dũng, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Đắk Nông, mới đây tại địa phương đã xuất hiện hiện tượng mạo danh lãnh đạo tỉnh trên mạng xã hội với mục đích lừa vay tiền của cấp dưới và người quen. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 công an tỉnh Đắk Nông cho hay, kẻ xấu tạo các tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook, lấy họ tên giống lãnh đạo tỉnh rồi nhắn tin vay mượn tiền. Khi có người bị lừa thì những kẻ xấu sẽ cho số tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền bị hại chuyển vào. Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục ra soát những tài khoản mạo danh lãnh đạo tỉnh để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, vào năm 2022, PA05 Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện hai trường hợp giả danh lãnh đạo tỉnh, trong đó có một trường hợp giả mạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhắn tin qua mạng với bí thư huyện ủy của một huyện trong tỉnh với mục đích mượn tiền. Vừa hay tin trúng số thì anh Vũ Văn Vương nhanh chóng tán lộc cho những người bạn của mình, thậm chí là anh còn tặng quà cho những người bạn mới quen còn chưa kịp nhớ tên. Anh Vũ Văn Vương, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước mới chơi Việt Lót khoảng 2 tháng. Ngày nào anh cũng bỏ khoảng 300 ngàn ra mua vé. Trước đó thì anh Vương cũng từng trúng giải nhỏ nhỏ vài lần, nhưng chưa bao giờ trúng lớn. Đây là lần đầu anh Vương trúng jackpot 2 trị giá 5 tỷ 80 triệu, tiền trúng thưởng chưa trừ thuế. Ngay sau khi nhận thưởng thì anh Vương tuyên bố sẽ dành hơn 1 tỷ trong số tiền trúng thưởng để tặng cho những người anh em ngày ngày đồng hành với anh trong công việc. Ngay tại đại lý vé số thì anh Vương tặng cho người em vợ tên Duy, người đồng hành gắn bó với anh rất nhiều trong công việc 500 triệu đồng, tặng em rể 200 triệu, tặng bố 200 triệu, một người anh em thân cận khác là 200 triệu. Anh chàng hào phóng này còn tặng cho cameraman tên Hiền, người giúp anh quay dựng video cho kênh YouTube riêng 100 triệu, tặng một người bạn mới quen còn chưa nhớ tên 100 triệu nữa. Là người hay làm từ thiện nên theo giới thiệu của YouTuber Đoàn Như Phú, anh Vương cũng hào phóng hỗ trợ 20 triệu cho cô gái có gương mặt biến dạng, không có mũi. Thưa quý vị và các bạn, sáng 16 tháng 10, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đầu tư và Phát triển Địa ốc Bình Dương Cityland, cùng 4 đồng phạm sau 2 lần bị vãn. Các bị cáo trong vụ án này bao gồm Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bình Dương, Hoàng Anh Vui sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bình Dương, Lê Văn Công sinh năm 1977, ngụ tỉnh Hà Nam, Nguyễn Anh Khoa sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bình Dương và Châu Lê Minh Vẹn sinh năm 1987, ngụ tỉnh Cà Mau. Các bị cáo trên đều bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hơn 162 tỷ đồng của hơn 500 người được xác định là bị hại. Tại phiên tòa vào sáng 16 tháng 10, ghi nhận có khoảng hơn 300 bị hại đã đến tham dự phiên tòa. Số bị hại còn lại có đơn xin vắng mặt. Do số bị hại quá đông, nên tòa án phải sắp xếp một phòng riêng để các bị hại theo dõi trực tuyến. Theo cáo trạng, thì từ năm 2018, các bị cáo góp vốn thành lập công ty địa ốc Citylands Bình Dương. Sau đó, thì nhóm này tiếp tục thành lập thêm công ty cổ phần đầu tư và phát triển thành công công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và phát triển địa ốc thắng Lợi. Sau khi đi vào hoạt động, các bị cáo tự phân lô 6 khu đất nông nghiệp và đặt tên thành các dự án. Trong quá trình tự phân lô, các bị cáo cũng đã lập hồ sơ xin phép cơ quan chức năng nhưng đều bị trả lại. Mặc dù không được cấp phép nhưng các bị cáo vẫn đưa thông tin gian dối về dự án để ký thỏa thuận đầu tư. Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất không có tính pháp lý cho khách hàng để nhằm chiếm đoạt tiền. Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và Hoàng Anh Vui bị bắt tạm giam từ tháng 2 năm 2020. Các bị cáo còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án này có hơn 500 bị hại và số tiền các bị cáo lừa đảo là gần 162 tỷ đồng. Sau đó thì năm bị cáo đã khắc phục, trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỷ đồng, còn lại hơn 144 tỷ đồng chưa trả lại cho 384 bị hại. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI lấy ý kiến dự án nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, thì bộ này đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024. Cụ thể là giảm 2.000 đồng cho 1 lít với xăng, mức giảm với dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn là 1.000 đồng 1 lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng 1 kg, dầu hỏa 700 đồng 1 lít. Để đảm bảo tính liên tục và kịp thời, Bộ Tài chính đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành luôn trong năm 2024. Từ năm 2025, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn sẽ trở lại mức trần của biểu khung thuế. Tức xăng là 4.000 đồng một lít, nhiên liệu bay là 3.000 đồng, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn là 2.000 đồng một lít, dầu hỏa là 1.000 đồng, mỡ nhờn là 2.000 đồng một kg. Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu chính sách được áp dụng, thì dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường giảm khoảng 38.929 tỷ đồng và tổng thu ngân sách giảm khoảng 42.822 tỷ đồng. Theo đơn vị này, tác động làm giảm thu ngân sách, nhưng việc ban hành các chính sách điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn lại mang lại nhiều lợi ích, hỗ trợ tích cực cho đời sống người dân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thưa quý vị, các hãng hàng không tại Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn sắp xếp kế hoạch khai thác trong nước và quốc tế. Nguyên nhân một phần là do đang tái cơ cấu công ty, nhưng bên cạnh đó còn do khó khăn về tài chính khiến tần suất bay đang bị co hẹp, giá vé neo ở mức cao. Theo số liệu cập nhật tần suất khai thác của Bamboo Airways trong đầu tháng 10 năm 2023 cho thấy hãng khai thác 21 máy bay, tần suất 114-120 chuyến một tuần. Trong khi đó, Viettravel Airlines cũng đang gặp thách thức khi chỉ khai thác 3 máy bay thay vì 6 máy bay như tháng trước. Lý do, hãng trả máy bay thuê của Cambodia Airways. Trong khi đó, Pacific Airlines khai thác 10 máy bay nhưng có 2 chiếc đang bảo dưỡng. Số máy bay hoạt động thực tế chỉ còn 8 chiếc. Theo kế hoạch năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam, tổng số lượng máy bay của các hãng là 230 chiếc vào các tháng đầu năm và cuối năm lên 250 chiếc. Tuy nhiên đến nay, số máy bay đã không như ban đầu mà còn sụt giảm. Việc khai thác chuyến bay nội địa như hủy chuyến, hoãn chuyến diễn ra thường xuyên thời gian gần đây. Nhiều chuyến bay trễ chuyến đến 2 đến 3 ngày, thậm chí hủy chuyến du khách đã đặt vé trước vài ngày, khiến nhiều người bị ảnh hưởng trong quá trình đi lại. Thưa quý vị, tháng 10, cao điểm mùa mưa ở miền Trung và đợt mưa đang diễn ra cũng là tổ hợp của các yếu tố thường xuyên gây mưa đặc biệt lớn ở miền Trung. Từ nay đến ngày 17 tháng 10, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng gia tăng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 16 tháng 10, ở khu vực từ thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, từ gần sáng ngày 16 tháng 10 đến đêm ngày 17 tháng 10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng gia tăng trong đêm ngày 17 tháng 10. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Ngày và đêm 18 tháng 10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa lớn 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, xét, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, cấp 3, Nam Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định là cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng và Ninh Thuận đã gần bão hòa trên 90% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, san lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa bàn. Trên biển, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Bình, đến quảng ngãi bình thuận đến cà mau khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa thuộc chủ quyền lãnh hải việt nam khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông mạnh vùng biển phía nam vịnh bắc bộ vùng biển từ bình định đến ninh thuận cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Những năm qua, thành phố Hà Nội đã nhiều lần đưa ra các dự án cải tạo chất lượng nước các dòng sông chết. Dù vậy, Hà Nội vẫn lung túng trong việc lựa chọn giải pháp và chưa có một quy hoạch, kế hoạch thực hiện rõ ràng. Mới đây, dự án làm sạch con sông Nhuệ, vốn ô nhiễm nghiêm trọng bằng nguồn nước sông Hồng lại tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương xây dựng cụm công trình đầu mối, liên mạc, quận Bắc Từ Liêm, giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Các hạng mục gồm trạm bơm, kênh lấy nước, cầu qua kênh dẫn nước, nhà quản lý. Công trình sẽ giúp lấy nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ với lưu lượng 70 m3 một giây. Cấp nước tưới tiêu kết hợp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ và các sông thuộc đội thành Hà Nội. Sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn, cụ công trình sẽ đảm nhiệm việc tiêu thoát nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng cho 9.200 ha của các huyện Đan Phượng, Nam Tử Liêm, Bắc Tử Liêm, Hoài Đức với lưu lượng 170 m3 một giây. Khoảng 140 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án, trong đó phường Thụy Phương 130 hộ và 10 hộ thuộc phường Liên Mạc. Dự kiến, những hộ dân trên sẽ được bố trí nhà tái định cư tại dự án Eco Home 3, phường Đông Ngạc, quận Bắc Tử Liêm. Dự án xây dựng cụ công trình đầu mối Liên Mạc dự kiến triển khai trong hai giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.